Có một thằng thôi. Một thằng thôi, một thằng thôi, em bị 4 thằng bắt đạt một thằng. Và bắn chết mẹ đi. Có một thằng thôi gì? Ừ. Và tìm vào đi. Ôi, chủ quan hẳn luôn. Bên phải, bên phải, bên phải. Nhà bạn đúng không? Đây đây, nhà đây. Đây đây, nhà này. Nhà này. Nhà cam à? Nhà cam. Nhà cam là nhà nào nhỉ? Nhà tao bưu đây nha, đây nhà này này. Mày nghe mày biết được ở đâu à? Không thấy nó luôn. Mày giảm thanh là ai bắn? Em bắn. Cái mẹ em. Bên này. Cày vãi rồi. Nó giết em. Đúng rồi. Nó chưa bắn chết em mà. Cứu 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 cứu. Mẹ mày đang leo. Thế mày không thấy định sao mày tự nhiên mày bắn? Thì em bắn dọa. Con mẹ mày. Thôi. Cày vãi. Anh bảo là sẵn sàng bắn thì để anh sẵn sàng. Dây định thì bắn thì con mẹ đang đi tìm nó mà anh tụt ra cụ ơi. Cứu cứu em. Lừa mấy người vãi lên cụ báo vãi. Đừng là cứ leo rồi.